Kính chào quý khán giả và bà con đang theo dõi bản tin làm nông thông minh. Thưa bà con, đây là con vật nhìn giống y chang như là con chuột xung quanh nhà, nhưng mà nó không hề đơn giản chút nào bởi tạo ra cho người nuôi một giá trị kinh tế rất cao. Đó là con vật gì và cùng tìm hiểu kỹ thuật cũng như phương pháp nuôi con vật này trong bản tin ngày hôm nay cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Thanh long, cây mắm, con tôm phối hợp cùng nhau giúp bà con sống khỏe ở vùng ngập mặn Cà Mau. Thanh niên tốt nghiệp đại học nhưng cất tấm bằng lại về trồng tre, không ngờ phất lên nhanh chóng. Cứng cây, lá khỏe, sâu cuốn không nổi, cho năng suất vượt trội, tất cả có được từ giống lúa mới VNR20. Thưa quý vị, tre mạnh tông là loại cây đa tác dụng, thân có thể dùng lấy gỗ, làm giấy và măng thì làm thực phẩm rất ngon. Nghiên cứu giống cây thích hợp trồng ở vùng đất đồi thấp, ưa nóng ẩm, nên một thanh niên đã tốt nghiệp đại học, làm công việc văn phòng, đã liều lĩnh kết duyên với chúng. Quyết định của anh gây ngỡ ngàng cho nhiều người. Ai trong xóm cũng cười anh Bùi Đức Tuyển, 30 tuổi, trú ở huyện Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ, vì học đại học ra lại về quê trồng tre. Vậy nhưng từ trồng tre lấy măng, vậy mà anh đã thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, gấp cả chục lần lương công việc trước. Cả vùng Xuân Án xanh biếc bạt ngàn tre mạnh tông như vậy, tất cả là do anh Bùi Đức Tuyển gây dựng. Với anh, khi về quê làm nông nghiệp, kiến thức học được từ đại học đã giúp anh rất nhiều. Ban đầu anh phải vay mượn tiền của nhiều người, cầm sổ đỏ vay 300 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư mua cây giống. Khi mới bắt đầu trồng, anh Tuyển cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, do tre mạnh tông phát triển chủ yếu ở miền Nam, chưa được trồng nhiều ở miền Bắc, nên anh rất thiếu nguồn cây giống. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, khi cây tre bố mẹ phát triển, anh đã nhân giống được các cây giống con, chủ động được nguồn giống. Theo cách anh Tuyển trồng, khi cây tre mạnh tông giống đạt tầm 6 tấc thì cây bắt đầu ra búp non, bộ rễ phát triển đều. Sau khoảng 2 tuần thì cây giống sẽ trồng được. Về kỹ thuật, anh cho biết, trước khi trồng tre mạnh tông, cần dọn thực bì, chuẩn bị hố và phân bón đầy đủ. Sau khi trồng từ 20 đến 30 ngày, cần tiến hành kiểm tra toàn bộ vườn trồng. Nếu cây chết phải tiến hành trồng dặm lại. Trong 2-3 năm đầu, khi vườn tre mạnh tông còn nhỏ, chưa khép tán thì có thể trồng xen các loại hoa màu khác giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Từ thành công của anh Tuyển thì suy cho cùng, dù làm cái gì, làm ở đâu, muốn thành công cũng không phải dễ dàng, phải phấn đấu, phải nỗ lực, phải tìm tòi, phải sáng tạo và thêm tí liều. Anh còn hướng đến xây dựng mô hình theo hướng khép kín, từ giống cho đến chế biến các sản phẩm từ măng giúp tăng thêm nguồn thu. Tìm tòi để phát triển những mô hình kinh tế mình đang làm cũng đáng ghi nhận cho những nông dân ngày nay. Như ông Mai Văn Phương ở Cái Nước, tỉnh Cà Mau, gần 10 năm nay đã nghiên cứu và mạnh dạn trồng thanh long trên cây mắm xung quanh vuông tôm. Mô hình mang lại nhiều triển vọng phát triển kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác và cũng góp phần bảo vệ sinh thái vùng ngập mặn. Sáng tạo ra cách làm cho giống thanh long bản địa sống cộng sinh trên cây mắm là điều mà chưa ai nghĩ tới. Ban đầu ai cũng xem ý tưởng của ông Phương là điên rồ, không thực tế, vì thanh long đã và đang khiến rất nhiều người điêu đứng bấp bênh ở nhiều tỉnh thành. Nhưng với giống thanh long chịu mặn ngay tại quê hương, ông Phương đã chứng minh hiệu quả bằng những trái thanh long chín đỏ, ngọt thơm, hoàn toàn tự nhiên, chinh phục được những khách hàng khó tính nhất. Từ những trái thanh long đầu tiên bán lẻ với giá 5.000 đồng đến 10.000 đồng. Gần đây hơn 1.500 gốc thanh long được trồng ký sinh bám trên cây mắm trên diện tích 1 hectare đất vuông nuôi tôm đã tạo thành mô hình 3 tầng sinh thái giúp tái tạo lại môi trường tự nhiên. Những đôi đũa chiếc muỗng này được ông Phương mài mò từ những nhánh thân cây mắm. Đối với ông Phương, trồng mắm không đơn thuần là để cho thanh long phát triển, mà qua cách nhìn của ông thì giá trị của cây mắm còn nhiều hơn thế nữa. Thành công của ông Phương là minh chứng cho thấy khả năng chung sống và phát triển kinh tế ngay trên vùng ngập mặn. Một hệ sinh thái vốn rất nhiều tiềm năng, nhất là trong bối cảnh tài nguyên vùng ngập mặn đang dần cạn kiệt, thì mô hình này mở ra hướng phát triển du lịch và khôi phục hệ sinh thái cũ, bảo vệ hệ sinh thái non vùng ngập mặn. Thưa bà con, đây là những con sâu đầu đen hại dừa đang làm điêu đứng nhà vườn tỉnh Bến Tre. Một năm nay, bà con không tài nào diệt nổi chúng. Nhưng mà tôi nghe đâu có một tin vui vừa lé lên gần đây, đúng không Quỳnh Như? Nhưng đúng là như vậy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, qua đánh giá sơ bộ ban đầu thì chế phẩm sinh học do nhóm Đại học Cần Thơ phun xịt lên cây dừa bị sâu đầu đen tấn công ở Bến Tre đang có kết quả tốt. Dù cần thêm thời gian để cho kết luận chính thức trước khi áp dụng đại trà, nhưng dầu sao thì đây cũng là điều giúp cho bà con có thêm niềm hy vọng.
nói rõ hơn về việc thí điểm phun xịt chế phẩm sinh học nhằm tiêu diệt sâu đầu đen. Tiến sĩ Phạm Kim Sơn, khoa Nông nghiệp Đại học Cần Thơ cho biết, bước đầu qua thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và cho kết quả tốt trong việc tiêu diệt sâu đầu đen, nên nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Sơn đã áp dụng tại một vườn dừa bị sâu đầu đen phá hoại ở Bến Tre. Nhìn hình dáng vật nuôi này y như chuột đúng không bà con? Chúng đúng là họ chuột, nhưng thịt chúng xếp vào hàng đặc sản, thịt ngon, mát, giàu đạm, được gọi là chuột tre hay là con dúi. Châu vật này tuy phát triển tốt ở vùng rừng núi, nhưng nếu nắm chắc kỹ thuật nuôi thì ở đồng bằng cũng rất thành công. Biết bao nhiêu người đã hốt bạc từ con vật này đó anh Nhật Minh. Và tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ thì có một lão nông nhận thấy được giá trị kinh tế từ nuôi dúi đã mạnh dạn đầu tư mô hình và làm giàu từ loài vật này. Ông Nguyễn Văn Khiếu ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ được mọi người biết đến từ thành công với mô hình nuôi dúi giống và dúi thịt. Trong chuyến du lịch 18 năm trước, ông thấy thịt dúi thơm ngon nên liền liên hệ mua về nuôi thử. Trang trại của ông Hiếu rộng 70m², kín đáo, hạn chế ánh sáng, chuồng xây thành từng ô kiên cố bằng xi măng. Bên cạnh đó còn có chuồng riêng cho dúi mẹ sinh sản. Dúi rất dễ nuôi, không tốn nhiều công chăm sóc. Răng dúi rất bén và dài nhanh, thức ăn của chúng chủ yếu là tre, mía, hột bắp. Ông Hiếu cho biết dúi rất ít bệnh, những bệnh thường gặp như đau mắt, tiêu chảy và bệnh ngoài da nhưng cũng rất dễ trị. Dúi sinh sản từ 3 đến 4 lần trong năm, mỗi lứa từ 2 đến 5 con. Có 4 loại gồm dúi nâu, dúi móc nhỏ, dúi móc lớn và dúi má đào. Dúi thịt nuôi khoảng 1 năm sẽ được xuất bán cho những nhà hàng tại miền Tây với giá 1 triệu đồng mỗi ký. Dúi giống mỗi con từ 1 đến 2 triệu đồng. Phân dúi giống nguồn cưa nên không có mùi hôi tanh. Ông Hiếu tận dụng ủ làm phân bón cho trường Nha Đam bán bẹ và bán Nha Đam giống. Sau khi thành công với mô hình nuôi dúi tại Cần Thơ, ông Hiếu cùng với con mình xây dựng mô hình nuôi dúi lớn hơn tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bà con, đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn của cả nước. Nông dân cũng như nhà khoa học khát vọng có một giống lúa năng suất cao, cây khỏe, phù hợp với vụ hè thu và thu đông. Đầu năm nay, công ty lúa gạo Việt Nam đã lai tạo và cung cấp thử nghiệm ra thị trường giống lúa VNR20 đầy triển vọng, thể hiện tính năng vượt trội, năng suất cao hơn những giống lúa khác từ 1 đến 2 tấn một hecta. Mời bà con cùng tìm hiểu ngay sau đây. Giống lúa này được Vinarize khảo nghiệm qua 3 vụ tại đồng bằng sông Cửu Long, nhưng là lần đầu tiên công ty khảo nghiệm tại vùng đất An Giang. Theo đánh giá, số hạt chắc của lúa VNR20 đạt rất cao, từ 180 đến 250 hạt. Cá biệt, nhiều bông đạt trên 300 hạt, tỷ lệ hạt lép ít. Qua các mùa khảo nghiệm tại đồng bằng sông Cửu Long, giống có thời gian sinh trưởng từ 100 đến 130 ngày tùy mùa vụ, chiều cao của cây từ 95 đến 105 cm, năng suất luôn đạt trên 10 tấn một hecta. Ưu điểm đáng nhớ nhất trong quá trình canh tác giống lúa này là kháng được bệnh đậu ôn lá, cháy bì lá. Qua kiểm tra năng suất vụ thu đông 2020 tại khu vực Sóc Trăng, lúa tươi đạt trên 9 tấn. Còn vụ đông xuân này, thời tiết thuận lợi hơn nên năng suất ước lượng trên 9 tấn một hecta. Một giống lúa mới ra đời với năng suất và chất lượng vượt trội luôn là niềm ao ước của bà con nông dân. Từ đây tạo thêm động lực để bà con tiếp tục sản xuất, giúp cuộc sống sung túc hơn, giá trị hạt gạo trên thị trường quốc tế cũng được nâng cao. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin Làm Nông Thông Minh ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!